mẹ em bắt em phải quen người khác. Bây giờ em buồn lắm, em không chịu đâu. Anh cũng buồn lắm, nhưng mà quan trọng á là vẫn ở em. Em phải giúp anh. Hay là để anh thử nói chuyện với ba mẹ em thêm một lần nữa coi sao. Vấn đề là ba mẹ em nói nhà anh toàn là những người dữ tợn không à. Bây giờ có nói gì cũng khó nữa. Nhưng mà em đừng có bỏ anh nghe. Em biết rồi. Thôi, tạm thời á, làm đừng có đề cập gì với ba mẹ chuyện của hai đứa tụi mình nghe. Để từ từ anh sẽ chứng minh cho ba mẹ của em thấy. Tại gia đình của anh cũng không đến nỗi nào. Dạ.